PayPal cuối cùng cũng cho phép chủ sở hữu tiền mã hóa chuyển tài sản kỹ thuật số của họ ra khỏi nền tảng của mình sang các địa chỉ ví và sàn giao dịch khác. Tính năng thường được yêu cầu nhất kể từ khi dịch vụ mua, bán và nắm giữ tiền mã hóa của gã khổng lồ fintech này đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020. Ra mắt dịch vụ tiền mã hóa vào cuối năm 2020, PayPal cho phép người dùng giao dịch 4 đồng coin là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin, nhưng không thể chuyển lượng tài sản này đến địa chỉ ví khác như MetaMask, Coinbase hay là ví cứng. Sang đến quý 1 năm 2021, PayPal đã mở rộng dịch vụ này ra cả ví điện tử Venmo. Chưa dừng lại ở đó, công ty còn giới thiệu dịch vụ Check Out with Crypto để hỗ trợ thanh toán bằng tiền mã hóa trên PayPal. Động thái này ngay lập tức phải khiến cho Coinbase hỗ trợ khách hàng cách mua tiền mã hóa thông qua PayPal. Trong tương lai, PayPal cũng sẽ cho phép khách hàng rút tiền mã hóa ra khỏi ứng dụng. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt vẫn chưa được ấn định cụ thể.